Chào các bạn, hôm nay mình sẽ có một video ngắn, mình sẽ áp dụng các pháp luật khác nhau rồi sau đó là mình sẽ so sánh nó với cái kết quả của cái đáp án đề thi trung học phổ quốc gia môn toán năm 2022. Mình sẽ phân tích cái dữ liệu đó à. Mình sẽ sử dụng cái đáp án của cái đề năm 2022, 24 mã đề làm cái đáp án mẫu, rồi sau đó mình sẽ so sánh với đáp án đó để xem là mình đúng được bao nhiêu so với các cái phương pháp lũy ha. Vậy thì đây, đây là cái đáp án của đề thi này thì mình lấy ở đây ha. 24 mã đề ở đây. Rồi vậy thì mình bắt đầu sử dụng Python cho cái việc dự đoán này. Rồi ok, vậy thì đây là một số thư viện mình sử dụng. Tiếp theo là mình nói đến cái phương pháp mà mình lụi. Vậy thì mình có bốn cái phương pháp mà mình dùng để lụi. Phương pháp thứ nhất đó là tất cả của một đáp án. Vậy thì nó là sao? Có nghĩa là trong 10 câu cuối này, từ câu 41 đến câu 50 thì tất cả đáp án mình đều chọn cùng một cái phương án, đó nghĩa là tất cả mình sẽ chọn cùng A hoặc là cùng B hoặc là cùng C hoặc là cùng D luôn. Đây thì đây chính là cái hình minh họa, nó là cho cái trường hợp là mình chọn tất cả của đáp án này thì sẽ xảy ra bốn cái trường hợp nhỏ, đó là cùng A, cùng B, cùng C và cùng D ha. Rồi ở đây mình sẽ khai báo một cái hàm mình tính cái số lượng đáp án đúng ha. Rồi tiếp theo đó là cái phương pháp gọi là phương pháp trượt đáp án. Đây, cái phương pháp trượt này có nghĩa là sao? Có nghĩa là trong 10 câu cuối này thì 5 câu đầu mình chọn một cái phương án nào đó cũng được, bất kỳ thôi. Rồi 5 cái câu tiếp theo thì mình sẽ chọn cái phương án liền kề với phương án đó. Có nghĩa là ví dụ 5 phương án đầu mình chọn 5 ga luôn. Vậy thì 5 cái sau mình sẽ chọn toàn là 5 cái B luôn. A rồi đến B ha, tương tự. Hoặc là mình chọn 5 cái đầu là 5 cái B, rồi 5 cái sau sẽ là 5 cái C. Tương tự 5 cái đầu là 5 cái C thì 5 cái sau sẽ là 5 cái D, và 5 cái đầu là 5 cái D thì 5 cái sau sẽ là 5 cái A ha. À, phải nghĩ đây mình sẽ trượt nó ngang qua một cái, có nghĩa là AB rồi BC, CD hoặc là DA. Đây thì mình sẽ có một cái hàm này mình đếm cái số đáp án đúng khi mà mình dùng cái phương pháp này ha. Rồi tiếp theo đó là cái phương pháp chọn trên một đường chéo. Vậy thì chọn đáp án trên một đường chéo có nghĩa là sao? Mình sẽ chọn thôi ABCD, ABCD, ABCD liên tục cho đến hết nè. Rồi đây thì là 41A, 42B, 43C, 44D. Rồi tiếp tục lặp lại ABCD, và hai câu cuối mình sẽ chọn AB. Ở đây thì mình cũng sẽ có một cái hàm để mình đếm cái số phương án trả lời đúng khi mình dùng cái phương pháp này. Tiếp theo đó là phương pháp mình lụi hoàn toàn luôn, nghĩa là mình chọn ngẫu nhiên một cách hoàn toàn. Mình sẽ sử dụng Python để Python nó sẽ giúp mình chọn ngẫu nhiên một trong bốn đáp án này cho từng phương án một ha. Đây, và đây chính là cái hàm mà mình dùng để đếm số câu trả lời đúng. Rồi, rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu. Và trước là mình sẽ tạo một cái data frame, bạn sẽ tưởng tượng là mình sẽ tạo một cái bảng để mình lưu cái dữ liệu vào. Mình sẽ mô tả cái bảng này cho bạn hình dung ha. Rồi, thì mình sẽ có thứ nhất đó là 10 cột đầu, mình sẽ đếm số lượng câu đúng cho các cái phương pháp lũy đó. Bạn tưởng tượng ha, 10 cột đầu. Vậy thì 10 cột đầu nó sẽ là gồm bốn cái cột nó đại diện cho phương pháp đó mình lũy toàn một cái đáp án đó. Tiếp theo, bốn cái cột mà dành cho cái phương pháp mình trượt ha. Rồi, chờ hai cột tiếp theo đó là mình nói về hai phương pháp đó là tụ trên đường chéo và mình lụi hoàn toàn ngẫu nhiên luôn nè. À, vậy mình sẽ có 10 cột đầu. Rồi ba cột tiếp theo mình sẽ tính đó là min, max và trung bình cho từng cái cột nè. Và hai cột cuối cùng là mình sẽ dùng để xác định phương pháp lụi nào tệ nhất và tốt nhất. Rồi trên mỗi hàng bây giờ của mình, trên mỗi hàng của mình thì đây, bạn sẽ nhìn vào đây cho dễ hình dung ha. Đây chính là cái bảng của mình, thì trên mỗi hàng của mình nó chính là đại diện cho từng năm à, số lượng câu đúng của mỗi loại cho từng năm. 10 cột đầu thì mình dùng để cho các cái phương pháp lũy ha, số câu đúng trên 10 câu cho từng phương pháp lũy, và ba cột sau là cho min, max và trung bình, và hai cột cuối cùng là mình dùng cho phương pháp lũy tốt nhất và tệ nhất và tốt nhất ha. Rồi bây giờ mình sẽ lấy dữ liệu từ đâu? Từ cái trang web này ha, mình sẽ lấy dữ liệu 24 mã đề thi từ cái trang web này. Rồi sau đó là mình sẽ lưu vào Python. Trong cái lúc mà mình lấy cái dữ liệu đó, mình sẽ tính toán kết quả và mình lưu vào cái bảng. Rồi sau đó là mình sẽ xác định cột nào giá trị lớn nhất, nhỏ nhất để mình đưa vào trong cái hai cái cột cuối này, phương pháp lũy tệ nhất và tốt nhất ha. Rồi sau đó là mình sẽ thu được cái bảng như thế này. Rồi đây là bảng này mình chỉ hiển thị 5 dòng đầu thôi ha. Tiếp theo là mình sẽ mô phỏng cái dữ liệu từ cái bảng này ra cho các bạn dễ hình dung hơn. Thứ nhất là mình nói về cái gì, tần suất xuất hiện của mỗi đáp án. Nghĩa là bây giờ mình sẽ có bốn đáp án A, B, C, D, mình sẽ vẽ lên trên biểu đồ quạt này ha. Thì mình xem đó là các cái đáp án nó phân bố như thế nào. Thì như bạn thấy ở đây
phương án D thì có vẻ nó là đúng 25% luôn. Thì có vẻ như bạn thấy thì tất cả đáp án này đều có cái xác suất trúng nó là 25%, nó gần như là 25%, nó khá là hợp lý. Bởi vì sao? Đây là một cái tập dữ liệu nó nhỏ thôi, nhưng mà với những cái tập dữ liệu lớn hơn thì mình khá chắc đó là nó sẽ phân bố dần đều về 25%. Tiếp theo đó là mình sẽ vẽ một cái biểu đồ thể hiện cái gì tần suất của đáp án đúng cho mỗi cái phương pháp lụi. Bạn lưu ý cho mình như sau đây, mình sẽ có những cái bảng như thế này. Ở trong bốn cái phương pháp mình lụi thì mình có 10 cái cách nhỏ đấy ha. Một cái biểu đồ này nó thể hiện điều gì? TOX của nó thì nó thể hiện cái gì số lượng đáp án đúng. Còn cái trục dọc của mình nó thể hiện cái tần số ở đây ha. Và mình sẽ phân tích cho các bạn cái ô đầu tiên này ha. Rồi, ô đầu tiên này nói như sau. Xét cái phương pháp đó là mình lụi toàn A luôn. Ô A nè, toàn là A luôn. Thì tương ứng với không câu trả lời đúng thì mình thu được 5 bài, 5 mã đề. Có nghĩa là gì? Nếu như mình lụi toàn A thì sẽ có 5 mã đề trả về không đáp án đúng. Rồi với một câu trả lời đúng thì sẽ có 2 mã đề. Nghĩa là sẽ có 2 mã đề sẽ có đúng một câu đúng thôi. Tương tự sẽ có, đây mình dòng ngang là 7 ha. 7 cái đề mà đúng được 2 câu. Tương tự 6 đề đúng được 3 câu, 2 đề đúng được 4 câu. Hai cái này là một ha, một đề đúng được 5 câu và một đề đúng được 6 câu. Rồi tương tự đây. Ô B thì bạn có thể đọc cho mình được dễ dàng ha. 7 mã đề đúng được 0 câu. 8 mã đề đúng được 2 câu, 6 mã đề đúng được 3 câu và 3 mã đề đúng được 4 câu. Đó, tương tự cho các cái biểu đồ còn lại bạn có thể xem ở đây. Vậy thì từ cái biểu đồ này mình rút ra được những cái nhận xét gì? Đây, đây là một số nhận xét mà mình rút ra được ha. Thứ nhất đó là gì? Đó là trong tất cả phương pháp lụa này thì điểm mình tối đa mình có thể đạt được là 6 à. Đây bạn nhìn thấy à, 6. 6 chính là cái điểm tối đa mình có thể đạt được. Cái số lượng đề mà nó trúng được cái điểm 6 này mà trên các cái phương pháp lụi thì nó rất là thấp ha. Nó chỉ từ 1 nè, ở đây là 1 và bên đây là 2 thôi ha. Nó rất là thấp và chúng ta không thể nào mà đạt được cái điểm số cao hơn 6 nếu như mình áp dụng một trong những cái cách lụi này. Thứ hai đó là gì? Cho tất cả phương pháp lụi này thì đa số thì nó sẽ trúng từ 2 cho đến 3 câu. Chị bạn thấy không? Ở cái 2 đến 3 câu thì nó thường là ở cái độ cao nhất của nó, tùy với một số trường hợp thôi. Nhưng mà đa số thì 2 đến 3 câu thì nó sẽ có cái số lượng đề sẽ lớn nhất. Đó, cho nên là mình cho dù mình áp dụng phương pháp lựa nào thì mình nhiều nhất là 6 câu và trung bình là khoảng từ 2 cho đến 3 câu. Rồi, có một số đề mình sử dụng phương pháp lựa này, những cái phương pháp lựa này và mình không đúng được câu nào luôn. Đây, ví dụ ha. Hầu hết tất cả phương pháp lựa thì sẽ có một số cái đề nó sẽ không đúng cho câu nào luôn. Đó. Rồi, và mình thấy đặc biệt hơn đó là ở cái trường hợp đó là mình lụi toàn phương án D này. Như bạn thấy không? Có 5 cái đề mà không đúng câu nào luôn. Nhưng mà lại có 5 cái đề đúng cả 5 câu. Đó, cho nên là nó khá là may rủi ha. Rồi, tiếp theo đó là mình sẽ xét các cái phương pháp lụi tốt nhất và tệ nhất. Thì tốt nhất và tệ nhất nó có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình sẽ trở lại cái bảng này ha. Có nghĩa là trên một cái hàng này, mình sẽ xem phương pháp lụi nào có điểm thấp nhất là mình sẽ ghi ở cái cột đó là worst method, và tương tự phương pháp lụa nào có kết quả tốt nhất mình sẽ ghi ở best method. Và bây giờ trên những cái cột này mình sẽ thống kê số lượng lại. Có nghĩa là gì? OA này sẽ xuất hiện bao nhiêu lần ở trên cái cột này, OB bao nhiêu lần, OC bao nhiêu lần, OD bao nhiêu lần, vân vân ha. Tương tự cho cái cột best bên đây. Rồi, về dựa trên số lần đó mình sẽ tạo ra được biểu đồ cột như thế này ha. Rồi, vậy thì trong những cái phương pháp lụa tốt nhất thì mình có như sau: OA xuất hiện 2 lần, OB xuất hiện 2 lần, OC 8 lần. Đó, vân vân ha. Và bạn chú ý cho mình đó là tổng cộng là 2 4 6 8 8 cột. Thì như bạn thấy không, sẽ có 2 cột không xuất hiện. Đó là ở diagonal key, có nghĩa là mình lụi trên đường chéo, và slide A không có ha. Có nghĩa là gì? Những cái phương pháp này chưa bao giờ giúp mình đạt được điểm cao nhất ha. Rồi, tương tự bên cột worst. Vậy thì những cái phương pháp lụi tệ nhất này thì mình cũng thu được chỉ có 6 cái cột thôi. Và có nghĩa là còn 4 cột nữa nó không có xuất hiện trong những cái lần lụi tệ nhất à. Vậy thì từ cái bảng này mình rút ra được điều gì? Thứ nhất là bây giờ mình sẽ phân tích cho các bạn dựa trên từng cái cách lụi ha. Cách lụi đầu tiên đó là mình lụi toàn bộ đáp án. Thì cách lụi này khá là thú vị vì nó xuất hiện ở cái cột cao nhất, tức là OC và OD nè. Đó, như bạn thấy không? Cái này trúng nhiều nhất. Đây, ở đây OA và OB cũng xuất hiện đây luôn. Nhưng đồng thời ở bên đây, bốn phương pháp lụi này đều xuất hiện trong cái kết quả tệ nhất. Điều này có nghĩa là gì? Cái phương pháp này có lúc nó sẽ rất tốt nhưng có lúc nó sẽ rất tệ ha. Rồi, tiếp theo đó là
Nếu như mình lùi theo cái phương pháp gọi là mình trượt ha, nó xuất hiện trong cái tốt nhất nè, slide B, slide C, slide D, nhưng đồng thời nó cũng xuất hiện trong cái tệ nhất, nhưng mà số lượng nó xuất hiện nó rất là ít. Đây nó chỉ từ dưới ba đề nè, bên cột tốt nhất nó chỉ xuất hiện dưới ba đề, và tương tự lên đây ha, nó chỉ xuất hiện có một đề này tệ nhất thôi. Cho nên phương pháp này cũng gọi là ổn ổn hơn cái phương pháp đó là mình lũi tất cả cùng một đáp án hơn, ổn ổn hơn một xíu ha. Tiếp theo đó là mình nói đến phương pháp mình lũi trên đường chéo, thì rất là thú vị đó là phương pháp này không xuất hiện ở trong cái tốt nhất và cái tệ nhất. Tiếp theo đó là nếu như mình lũi hoàn toàn ngẫu nhiên luôn thì nó lại xuất hiện trong cái tốt nhất, nhưng mà nó lại không xuất hiện trong cái tệ nhất. Thì như bạn thấy không, tất cả phân tích trên cái của mình nó chỉ dựa hoàn toàn vào cái đáp án chuẩn của đề thi, cho nên là số liệu trên nó chỉ đúng cho cái đáp án của 24 mã đề này, đây đáp án này thôi. Nhưng mà nếu như đã đổi đáp án, người đã phân bố nó lại, thì mình không thể nào mình đoán được đó là phương pháp lũi nào sẽ đưa ra kết quả tốt nhất ha. Cho nên là gì, để muốn đạt được kết quả cao nhất thì chắc chắn bạn phải cố gắng bạn giải được những cái bài toán đó, rồi bạn chọn đáp án đó được thì nó sẽ cho các bạn xác suất đúng cao hơn ha. Rồi còn nếu như cái việc mình lũi này thì chắc chắn rồi, nó hoàn toàn nó dựa vào cái may mắn của mình thôi ha. Rồi cảm ơn đã xem, bạn thấy video của mình hay và hấp dẫn thì cho mình một đăng ký, like và chia sẻ video này cho bạn bè của bạn cùng xem nhé. Tạm biệt các bạn.